và chúng ta sẽ tạo ra được một siêu phẩm 10 ly ra 5 gem. Kỹ thuật của Bonix sẽ tiến hành chỉ cho anh em cách chỉnh máy như thế nào để chạy một cách mượt mà và êm ái nhất. Hello các anh em đã quay trở lại với kênh Phonix Vlog máy thực phẩm. Thì hôm nay rất là nhiều anh chị em đã thắc mắc là cái máy này hoạt động như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ vận hành chi tiết máy. Và hôm nay mình sẽ nhờ một số anh em team trẻ của công ty Phonix tiến hành đẩy máy này vào vị trí và chúng ta sẽ tiến hành vận hành máy. Ok, vô anh em ôm máy, cho vô trong xưởng chạy máy. Rồi vô luôn. Anh em thấy không, khi mà máy mà có bánh xe đó thì cái máy này á nặng 1,4 tấn nhưng mà di chuyển rất là dễ dàng, anh em thấy chưa? Đó, chỉ cần 2-3 người đẩy thôi là có thể di chuyển rất là nhẹ nhàng rồi. Khi tới vị trí của mình thì mình sẽ tiến hành mình hạ cái chân tú của nó xuống. Rồi, team trẻ rất là lực lưỡng. Rồi, vô vị trí, vận hành máy. Ok, rồi cảm ơn anh em nha. Mỗi anh em lấy một lon và hút uống nha. Đó thì máy đã vô tới vị trí vận hành nha anh em. Bây giờ mình tiến hành kết nối điện. Máy chạy dòng này là dòng 3 pha 380V à. Bây giờ mình sẽ tiến hành kết nối điện. Khi mà kết nối điện thì nó sẽ sáng lên 3 cái đèn. Nếu mà 3 cái đèn đã sáng lên có nghĩa là chúng ta đã được cấp điện. Cấp điện xong thì chúng ta sẽ tiến hành đánh bột và chạy thử nghiệm thu máy ngày hôm nay trước khi công ty Phonix xuất cái máy này ra bên ngoài. Anh em hãy xem chi tiết video này. Trong khi chờ lắp điện thì mình sẽ nói sơ về cái chi tiết của cái máy này. Máy này là máy làm mì ha. 4 ủ lô có thể làm ra công suất từ 120 cho tới 150kg một giờ. Ngoài ra anh em rất đặc biệt nè. Đối với những dòng máy ở Việt Nam, nó khác biệt so với dòng máy ở Trung Quốc. Trung Quốc là thường thường là 2,4 tấc cho tới 2,5 tấc. Còn bên dòng máy Việt Nam là 3 tấc, 3,5 tấc, 4 tấc để nó phù hợp với lại những sản phẩm mì và hành thánh của Việt Nam. Thì đây là một cái dòng máy bên công ty Phonix nghiên cứu và chế tạo. Trước khi mình tiến hành mình chạy thử cái máy này, nghiệm thu ok hết tại xưởng, chỉnh canh chỉnh tất cả mọi xen nhông xích inox, tất cả mọi thứ ok hết, mình mới tiến hành xuất máy ra bên ngoài. Sau khi đã kết nối điện xong thì máy của chúng ta đã phát ra ba cái đèn báo ha. Là có nghĩa là máy của chúng ta đã có điện và đầy đủ 3 pha. Và hôm nay Hải sẽ tiến hành bỏ cỡ tầm 10 tới 15kg bột và chúng ta sẽ tiếp một lên vị trí của máy và chúng ta sẽ tiến hành vận hành máy ngay bây giờ. Đối với cái máy này, công suất của nó chạy cỡ tầm 120 tới lại 150kg bột một giờ. Thì một lần mẻ như vậy chúng ta sẽ chạy cỡ tầm 20kg thì sẽ tiếp bột liên tục ở trên vị trí này. Và máy này của chúng ta là máy cán mì liên hoàn nên máy chúng ta luôn luôn chạy tự động, không đứng, không dừng một giây phút nào cả. Sau khi đã tiến hành đổ bột xong thì bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra ha. Trước khi mình chạy vào bất kỳ một cái ca nào thì tiến hành mình coi những cái trục này có bị cái cấn gì hay không, có bị cái vật thể gì lạ ở trong máy hay không. Và sau khi đã kiểm tra xong thì chúng ta sẽ tiến hành bật máy để chúng ta tiến hành chạy. Thì bây giờ mình sẽ nhờ một bạn kỹ thuật chuyên vận hành cái máy này vô vận hành chiếc máy này cho anh em. Rồi vận hành máy em. Mở máy kiểm tra. Đó thì cái máy này chạy cực kỳ đơn giản ha. Sau khi mà tiến hành đổ bột xong nha anh em thì ở trên đó nó có hai cái cây đánh thì nó sẽ tiến hành lùa cái bột khô của chúng ta để tạo thành giải. Qua ụ tạo giải thì chúng ta sẽ được một giải cán mì trung gian. Sau khi đã tạo ra được một cái giải bột trung gian, chúng ta sẽ tiến hành bỏ qua những cái trụ cán trung gian. Đó anh em thấy không? Cái thao tác bỏ qua rất là dễ dàng nha. Máy này cũng rất là dễ sử dụng, phù hợp cho những cơ sở vừa và nhỏ. Chiều dài cỡ thẳng 3,8 thôi chúng ta đã thao tác được cái bột này rồi. Đó, bột của chúng ta sau khi chạy xong ha, hơi đen một tí tại vì máy của chúng ta đang tiến hành gọi là nghiệm thu máy. Khi chạy xong thì nó sẽ tiến hành là chạy một cách rất là đơn giản, nhẹ nhàng như vậy. Sau khi mà nó trải qua những cái ụ cán trung gian và ụ cán cuối thì nó sẽ xếp da ở trong cái bụng của máy. Da này hiện tại đang set up 1 ly 2 cho tới 1 ly 3. Đó, da của chúng ta chạy liên tục. Máy này nếu mà anh em chạy quen rồi thì cái công suất của nó cực kỳ tốt.
nó sẽ xếp xếp như vậy và chúng ta sẽ tiến hành lấy da luôn. Đây là máy cán mì và tạo da liên hoàn. Đó thì sau khi mà chúng ta lắp dao mì vô, chúng ta sẽ tới công đoạn chạy mì ha. Hiện tại là mì này là mì 1 ly 2. Ở mì của chúng ta sẽ được rắc đều bột hai mặt. Chúng ta có thể điều chỉnh được cái độ dài của mì, dài ngắn khác nhau. Đó, máy chạy liên hoàn luôn, anh em cứ tiếp bột là máy sẽ chạy thôi. Thì đây là cái sản phẩm mì 1 ly 2 của mình ha. Đây, thì khi mà anh em chạy xong ha, mì của chúng ta màu mè rồi các thứ tách đều. Cái biên của sợi mì này rất là ok. Đó, anh em thấy không? Đó, ok. Đó, thì chúng ta sẽ tiến hành tạo ra cái bát mì. Anh sẽ để đây ha. Đây là cái sản phẩm đầu tiên của buổi ngày hôm nay. Thì ngoài ra, máy này có khả năng thay của một con dao nữa và chạy ra mì 3 ly. Thì bây giờ mình sẽ vận hành chạy mì 3 ly. Cái công đoạn mà thay từ dao 1 ly 2 qua dao 3 ly hoặc là 3 ly rưỡi rất là dễ dàng. Thì bây giờ kỹ thuật của mình sẽ tiến hành thay dao ha. Đầu tiên chúng ta muốn, thí dụ đây là một cái mẻ nó đang chạy như vậy. Chúng ta muốn tiến hành thay dao thì chúng ta phải cắt cái đoạn tiếp nối mì ở trên. Đó, xong sau đó chúng ta sẽ bỏ lên cho nó chạy hết cái đợt dao này. Rồi, bây giờ mình tiến hành mình mở cái đồ chặn dao lại. Rồi, tiến hành mình rút dao 1 ly 2 ha. Bây giờ mình sẽ bỏ ra bộ dao 3 ly vô để tiến hành chạy ha. Đó, đây là cái họng nhét dao của máy. Không, đây là cái họng nhét dao của máy. Thì sau khi chúng ta rút cái đoạn 1 ly 2, dao 1 ly 2 thì chúng ta sẽ tiến hành lắp cái dao 3 ly vô. Đó. Nó có hai cái rãnh dao vậy. Đó, tiến hành nè, bỏ vô, đẩy nhẹ vô khớp. Rồi, xoay cái vị trí chốt dao lại. Rồi, tiến hành mình bỏ vô mình chạy tiếp dao 3 ly. Đó thì sau khi mà chúng ta lắp cái dao 3 ly ra, đó thì cái sản phẩm mì của chúng ta nè. Đây là hiện giờ là đang là mì 3 ly. Đó, chạy rất là dễ dàng. Đây là những cái dòng mì gọi là dòng mì to, dẹp dày 3 ly. Đây. Đây là cái sản phẩm của nó. Đây, bây giờ Hải sẽ tiến hành lấy cái đoạn này lên ha. Đây. Đó thì cái sản phẩm của nó là hiện giờ đây là mì 3 ly. Đó. Đó, cái sợi mì của chúng ta, cái biên mì này, cái quan trọng của nó là con dao có ok không là ở cái biên mì. Đó. Nói chung người công nhân là chỉ có lượm vậy thôi, đó, rồi cuốn lại. Đó, cuốn lại vậy là ra được cái biên mì. Đó là một gói mì, mì 3 ly, mì 1 ly 2, máy này là máy chuyên mì. Sau khi tiến hành chạy máy xong thì chúng ta đã thu được cái kết quả của buổi nghiệm thu ngày hôm nay. Đây là sản phẩm mì 1 ly 2, mì 3 ly và sản phẩm lá. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành có một cái thước kẹp ở đây. Thì chúng ta sẽ tiến hành đo thử coi là cái sản phẩm lá của chúng ta hiện tại Hải đang chỉnh cỡ tầm 1 ly, dao động 1 ly tới 1 ly mốt. Thì kiểm tra cái độ dày của nó ha. Thì đây là cái sản phẩm của mình. Mình tiến hành bỏ thứ kẹp vô. Đây, 1 ly 0,2 ha. Nè, mình thả ra luôn nè, để kết quả đo là chuẩn nhất. Đối với cái dòng máy làm mì 4 ụ này thì cái sản phẩm đầu cuối, cái độ mỏng của nó tối ưu cỡ tầm 1 ly cho tới 1 ly mốt. Nếu các bạn muốn những cái sản phẩm hoàn thánh chuyên biệt hơn thì chúng ta có thể cái cách đầu tiên là chúng ta lên cái dòng máy 5 ụ hoặc 6 ụ. Nhưng mà cái vấn đề đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới không gian và chúng ta phải có một cái máy làm chuyên cũng giống như một người vận hành. Một cái điều mà tối ưu hơn nữa là chúng ta sẽ kết hợp giữa một cái máy này và cái máy làm mì một người. Thì sau khi mà chúng ta ra cái sản phẩm của chúng ta xong, chúng ta tiến hành bỏ qua máy mì một người, chúng ta kết hợp hai con máy và chúng ta sẽ tạo ra được một siêu phẩm 10 ly ra 5 gem. Công suất là công suất lấy từ máy 4 ụ, nhưng sản phẩm đầu cuối là lấy từ cái sản phẩm của máy mì một người. 4 gem, 5 gem đều có thể đáp ứng được tất cả những nhu cầu của anh em. Nếu trong quá trình mà xảy ra vận hành thì nó có bị hư hỏng này kia nọ thì công ty Phoenix sẽ bảo trì như thế nào? Chúng tôi có một cái đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ cho anh em. Nếu anh em ở xa thì hỗ trợ anh em qua Zalo. Ngoài ra nếu máy hoạt động không được sẽ có một đội ngũ kỹ thuật chuyên biệt tới bảo trì bảo hành. Một điều đặc biệt hơn nữa, tại vì chúng tôi là đơn vị sản xuất máy này nên là chúng tôi tất cả mọi thứ bản vẽ, gia công, lóc, CNC, trục thì chúng tôi có thể có những linh kiện để chúng tôi có thể thay thế cho anh em một cách rất là nhanh chóng. Nó khác hoàn toàn với những dòng máy ở bên Trung Quốc hay là những dòng máy người ta đi nhập về, người ta hư cái gì phải đợi tới nửa tháng cho tới 20 ngày mới có cái chi tiết đó gắn vô lại cho anh em. Thì cái vấn đề đó là cái vấn đề anh em lưu ý. Tại vì sao? Quá trình của chúng ta bị ngưng đi, những người khách hàng của chúng ta sẽ không đáp ứng được cái nhu cầu khách hàng của mình. Đó là vấn đề thứ hai. Cái vấn đề thứ ba là hiện tại nếu anh em mua cái máy này có đội ngũ của Phoenix tới lắp đặt tận nhà hay không, chuyển giao công nghệ chạy máy như thế nào, thì Hải cũng xin thưa rằng là đội ngũ của Phoenix ngoài bảo trì lắp đặt cho anh em ra còn training cho anh em về làm mì như thế nào, cách chỉnh mì ra sao. Có thể anh em rành mì hơn, công thức mì hơn, nhưng anh em ngũ bên kỹ thuật của Phoenix sẽ tiến hành chỉ cho anh em cách chỉnh máy như thế nào để chạy một cách mượt mà và êm ái nhất. Ok, đó là những cái lưu ý mà Hải muốn nói đến anh em khi mà anh em tiến hành mua những cái dòng máy này. Một cái điều cực kỳ quan trọng nữa Hải muốn bật mí ở cuối video này, đó là giá của một chiếc máy này cực kỳ cạnh tranh. Đó, ok,
Cảm ơn anh em đã theo dõi cái video này của Hải. Anh em muốn coi những cái video mà những cái máy mì một người nè, hay là giới thiệu máy này hoặc là hướng dẫn vận hành, thì anh em hãy coi những cái link bên dưới Hải để dưới comment. Xin chào và hẹn gặp lại.